Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming. Vậy là nhà phát hành cuối cùng cũng ra một cái mã code chung cho mọi người rồi. Thì chào mừng nhà phát hành có 1 mét follow trên TikTok, thì nhà phát hành đã tặng một mã code chung cho mọi người. Mình cứ nghĩ là phải đến Trung Thu nhà phát hành mới ra code chung, nhưng mà hôm nay nhà phát hành đã ra code chung rồi. Thì cái này là mọi người đang chờ đợi rất là nhiều đúng không? Thì mình nhớ không nhầm, trong mã code này có một vé cao pần đấy các bạn. Thì mã code này có một vé cao pần đấy, thì các bạn có thể nhập thử nhá. Thì bây giờ mình sẽ search mã code lên trên màn hình. Thì đây chính là cái mã code, các bạn nhìn cái chữ màu trắng trên màn hình là đấy. Các bạn có thể là nhìn, có thể nhìn kỹ nha. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Happy TikTok PTG Vina Game. Đấy, các bạn có thể nhập mã code này nha. Các bạn nhớ phải lưu ý, mã code này chỉ nhập được bên Vina Game, những tài khoản bên Vina Game thôi nha các bạn nhé, không nhập được bên tài khoản bên Hezin đâu. Cho nên mọi người hãy lưu ý cái điều này. Đấy. Và một lưu ý nữa là những bạn nào mà đang đăng nhập nick bằng tài khoản Facebook ấy thì sẽ không nhập được mã code. Không phải là không nhập được mà tạm thời là không nhập được, bởi vì trang nhập code của nhà phát hành ấy đang bị hạn chế đăng nhập bằng tài khoản Facebook ở chỗ trang nhập code và nạp tiền nha các bạn nhé. Đây các bạn, đây là nhà thông báo của nhà phát hành. Chào bạn, chúng tôi thông báo về vấn đề hiện tại như sau. Vấn đề được xác nhận tại là khó khăn là khi đăng nhập tài khoản Facebook ở trang trang nhập code và trang nạp chính thức. Thì nhà phát hành đã xin lỗi về sự bất tiện này. Thế cho nên là những bạn nào ấy mà dùng Facebook để đăng nhập vào tài khoản ấy thì sẽ đang bị hạn chế nha, sẽ khó nhập được, sẽ không vào được đâu. Mình cũng đang là một nick đăng nhập bằng tài khoản Facebook và mình cũng không có vào được, đang bị lỗi cái gì các bạn. Thì còn những bạn nào mà đăng nhập bằng tài khoản khác ấy, tức là các bạn có thể đăng nhập bằng Gmail hoặc là ID của iPhone ấy. Đấy. Thì các bạn vẫn đăng nhập được bình thường, hoặc là tài khoản Zing ID thì các bạn vẫn vào được bình thường hay sao ấy, thì các bạn có thể đăng nhập thử nhá. Còn Facebook thì hiện tại là đang bị chặn rồi, mình cũng đang bị lỗi cho nên là cũng không vào được. Thế cho nên là có khi là mình phải để ngày mai sợ. Nhưng mà không biết cái mã code này là có bị giới hạn lượt nhập không, nếu mà bị giới hạn người nhập thì rất bất lợi cho những bạn nhập Facebook, bởi vì đến ngày mai thì mọi người nhập hết rồi còn đâu đúng không các bạn. Đó thì các bạn hãy nhập nhanh đi, thì mình nhớ trong mã code này có một vé cao pần đấy các bạn nhá. Đấy thì mình đã gửi thông báo cho các bạn rồi. Đấy, đây là video này mình chỉ thông báo và thông báo cái mã code cho các bạn được thôi. Còn bạn nào vào được thì bạn ấy sẽ nhập được. Còn mình thì mình trong tình trạng không nhập được, không vào được các bạn ạ. Quá là buồn. Thôi vẫn vào nhận quà vậy các bạn nhá. Vẫn vào nhận quà vậy. Được một hộp tiền sao này. Thì mình nhớ không nhầm thì sẽ được một, hình như là sẽ có một cái vé cao pần. Chắc chắn là sẽ có một vé cao pần để mở hộp đấy các bạn. Đấy, hình như được thêm mấy cái hộp nữa hay không thì mình không biết. Đấy, còn cái đó thì một vé cao pần này chắc chắn sẽ có rồi nha các bạn nhá. Hình như là có mấy cái hộp mở được ra kim cương nữa đấy, nhưng mà không phải hộp kim cương đâu, cái hộp màu xanh xanh ấy các bạn, hộp xanh xanh đăng nhập ấy đó, thì không biết có phải không. Đó cái mã code thì mình chốt lên rồi nha. Đây mình, các bạn nhớ là mình đưa mã code lại một lần nữa cho các bạn xem này. Nhớ kỹ cho mình đấy, đứng chỗ cái đèn xanh này, các bạn nhìn một chữ màu trắng này sẽ dẫn nổi đúng không. Nhìn nhớ này, Happy TikTok PTG Vina Game thì dịch sang tiếng Việt có nghĩa là chúc mừng TikTok của PlayToGear Vina Game đấy các bạn. Rồi vậy là mình lấy đây xem hôm nay có cái gì làm nữa không nào. Hết cái làm thì thôi nha các bạn nhé. Đây vẫn còn nhận được kim cương này các bạn. Đấy. Nhận được 5 kim cương nha. Rồi. Vẫn được khá khá này. Đấy. Mặc dù không nhập cốt nhưng mà vẫn vào nhận được kim cương nha các bạn nhé. Bạn nào mà chưa nhập cốt thì nhập nhanh nên không ngày mai lại hết hạn bây giờ. Hết lượt bây giờ đấy. Cốt là nhanh hết lắm. Bây giờ nhập hành hay ra kiểu ra cái cốt mà có hạn nhá. Kiểu như có giới hạn lượt nhập ấy các bạn. Rất là ức chế luôn. Bây giờ đã ra cốt chung thì tốt nhất là không có giới hạn lượt nhập để cho mọi người cùng được nhập. Bây giờ ra cốt chung này giới hạn là có mấy chục nghìn người, thế gọi gì là cốt chung nữa các bạn, đúng không? Không có giới hạn cho tất cả mọi người, chỉ có giới hạn ngày, ví dụ giới hạn ngày nhập thì được, nhưng mà giới hạn lượt đã là cốt chung rồi còn giới hạn lượt nhập. Giống như mấy lần trước ấy mình đã search cho mọi người cốt chung rồi, vừa mới giờ đăng xong đi, từ giờ đến chiều tối còn hết sạch lượt nhập rồi, hàng riêng kênh của mình đã hàng mấy chục nghìn người nhập rồi. Bây giờ cái lượng người chơi game nó chơi lên hàng triệu người mà cho có mấy chục nghìn lượt nhập, thế thì còn nói chuyện gì nữa các bạn, đúng không? Mất vui. Thì cái này mình chưa biết là có giới hạn lượt nhập hay không. Thì các bạn có thể nhập thử những bạn, nhưng mà nhớ là những bạn nào không nhập bằng Facebook nha thì hãy nhập thử nhá. Còn hiện tại là Facebook đang bị chặn, là mình cũng đang bị chặn đứng rồi, mình cũng không vào được game rồi. Đấy, ở đây là chúc mừng những bạn nào mà không đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Chút nữa mình sẽ thử đăng nhập bằng cái khác xem có đăng nhập được không. Nếu mà đăng nhập được thì có vẻ ngon đấy các bạn. Rồi mình sẽ mở hết 5 lượt này nha. Ui chà, ui 2 kim cương ngon, vẫn có kim cương. Hôm nay hình như mình có hơi duyên với kim cương các bạn ạ, từ sáng giờ là mở rất là nhiều kim cương luôn. Các bạn có thấy không? Clip sáng nay của mình đăng cho các bạn là mình cũng mở được khá khá kim cương rồi các bạn.
Em còn hộp nào mở kim cương hết rồi à? À đây đây đây, còn hộp này nữa. Hộp này vẫn có cơ hội mở ra kim cương nha các bạn nhé. Mấy cái hộp này thì mở chủ yếu là ra 2 kim cương luôn, nếu mà ra 7 kim cương là quá nhiều luôn các bạn. Hộp này tỷ lệ nó ra giống như cái hộp hội ra kim cương, nó tỷ lệ như cái hộp mà các bạn nhận có xem quảng cáo ấy. Đấy, mở một hộp ra hai, đa số ra kim cương là đều đều 2 kim cương, nhưng mà phát nào mà ra 7 kim cương là ra hơi cực nhiều luôn. Ngang bằng một cái hộp kim cương mà anh tặng cho các bạn rồi đấy. Hình như sáng nay là mình mở hết hộp vịt thì phải. Chắc là mình sẽ mình mở hết hộp vịt các bạn ạ. Ui, mình trong tay tay của mình vẫn còn đang có 2 vé cao vần. Đấy, liệu mình có nên thử vận may không? Không các bạn nhé. Nên để 10 vé mở một thẻ thì ngon hơn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ sang đây thử xem không biết là nhập được tài khoản Zing ID không nhỉ? Để mình nhập thử tài khoản Zing ID xem có được không. À, để mình thử xem mình nhập được Zing ID xem có được không nha. Nhưng mà hình như cái trang nhập cốt của nhà phát hành nó đang rất là lag các bạn ạ. Cái trang nhập cốt của nhà phát hành nó đang bị lag hay sao ấy. Hay là chắc có thể là do cái lượng người nhập cốt nó đang rất là đông, cho nên là cái trang nó bị lag như vậy, cho nên là mà cái số lượng người mà đăng nhập bằng tài khoản Facebook ấy mà ở cái game này nó rất là nhiều. Đấy, cho nên là cho nên tỷ lệ những bạn đăng nhập bằng Facebook cho nên nó bị out. À, nhập được nha, chỉ có tài khoản Facebook mới bị được thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang nhập cho mọi người xem này. Đấy, đây nè. Đây, đó. Vẫn nhập được bình thường nha các bạn nhá. Tức là mình còn nhập bằng đây, mình nhập bằng Zing ID à, bằng tài khoản Zing là vẫn được này. Đấy. Hep này, Pi này, TikTok này. Mình sẽ ô chết. Happy này, TikTok này, PTG Vina Game. Đó mình sẽ nhập thử xem được không nha. Đó, các bạn thấy chưa, nhập quà thành công rồi. Đó, vậy là mình nhập quà thành công ấy chưa? Vậy là code không sai nha, đúng không các bạn? Đó, vậy là code mã mình search cho các bạn là không có sai. Đấy, mọi người thấy ô uy tín chưa ạ? Rồi nha. Và clip của mình tôi xin phép, mình cũng xin phép dừng tại đây nha. Đấy, bạn nào nhập được code thì các bạn hãy comment ở bên dưới nha. Nên chúc mừng những bạn nào mà không đăng nhập vào tài khoản Zing ID. Không mà không biết cái này của mình nhớ là mình có liên kết với tài khoản Gmail mà. Bây giờ đăng nhập vào Gmail nó không được các bạn ạ. Ôi giời ơi, bắt buộc phải nhập về Facebook. Thế thì Facebook khá là chi buồn. À nhưng mà không sao. Đó, mình đã nhập thành công bằng một nick khác rồi. Đấy, để chứng minh cho các bạn là mã code này có nhập được nha và vẫn đang nhập được. Cho nên là những bạn nào mà đăng nhập bằng không phải tài khoản Facebook thì các bạn hãy vào nhập code thật là nhanh đi. Không thì đến lúc chẳng may nó hết hạn cái như đợt trước mình search cho các bạn, nó hết hạn cái là các bạn mất hết nha các bạn nha. Đó, nhanh lên. Đó, mã code có hạn mà đợt này thì không biết là có hạn hay không. Ừ, rồi, và clip mình xin dừng tại đây. Đừng quên là bấm like, chia sẻ, bấm đăng ký kênh cho mình và bấm vào quả chuông thông báo để nhỡ may có code mới mình đăng lên để mọi người nhận được thông báo nha. Bye bye mọi người.